Vâng, thì sau đây em mời tất cả các bác cùng mình nghe chất âm của cặp loa Spendo BC2, dòng loa nổi tiếng của Anh Quốc, của hãng Spendo. Thì BC2 rất là được ưa chuộng bởi vì tầm giá cũng như là chất thiết kế của nó gọn gàng, sở hữu một bass 20, một mic xoáy và một chép đôm. Cặp loa này mới về, nó đẹp, thiếu mũi hiệu xốp và cũng là lần đầu tiên giật e-căng ra, căng zin, nói chung đẹp kiến công luôn nha các bác. Cặp loa thì giá 245. Còn gíp với nó là em đang gíp con âm ly đèn JOD Nhật Bản, con âm ly kỷ niệm 15 năm thành lập của hãng. Con ly này là cũng vừa kém điện luôn nha, tại vì nó hàng thùng xốp nha, em có video quay chi tiết rồi, nó hàng thùng xốp chưa dùng nha. Em là một người đầu tiên mới cắm điện và sử dụng. Đặc trưng của dòng JOD TRK 3488 thì nó chạy là bóng IL34 dòng ống lớn nha, ống lớn nha, hai bóng bây giờ ống lớn nha. IL34 nó là có loại ống nhỏ, còn đây là sử dụng ống lớn. Và nó có trang bị hệ thống âm thanh nổi lo nét nha các bác. Có nghĩa là mạch equalizer, kênh căn chỉnh bass mid chép để tăng cường âm thanh lên. Thì chúng ta đây là cái gạt lo nét gạt qua phía bên người chúng ta là nó âm thanh nổi nó tăng lên. Nghe rất là mạnh, bass khỏe và điện là 100V, tem đồng. Đấy. Con này thì giá 27 nguyên thùng xốp nha các bác. Hàng sưu tầm luôn. Nếu các bác lấy combo như thế này thì em bớt chút đỉnh nha. Combo này nghi rất tuyệt vời. Cặp loa Spendo BC2 chất âm ma mày giúp đèn là hết bài. Vâng, thì đêm đắp khuya em cũng dừng video, hẹn các bác ở video ngày mai nha.